Xin chào bác, đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay giới thiệu các bác mẫu xe đạp Gian ATX Pro, một mẫu xe đạp địa hình xuất Mỹ, được trang bị cấu hình cũng tương đối là cao, là đồ S-Jam X7, của S-Jam X7, đùi đĩa trục rỗng, bộ giảm sóc hơi và cặp vành Mavic, toàn bộ phần khung thì nhôm. Các bác thấy toàn bộ phần khung của chiếc xe là nhôm. Gian ATX Pro, một dòng xe xuất Mỹ, xuất châu Âu, cực kỳ là đẹp, các thứ còn rất là mới, do là xe đã qua quá trình sử dụng là xe bãi nên là phần khung của chiếc xe nó xuất hiện những cái vết xước nhỏ không thể tránh khỏi. Còn tổng thể của chiếc xe thì như các bác thấy giữ cái độ mới cũng còn tương đối là đẹp. Chạy bộ đồ S-Jam X7 cũng khá là cao cấp của dòng S-Jam, nó cũng tương đương với cả là DOG hay là SLX của dòng Shimano, rất là cao, sử dụng chuyển động các thứ cũng rất là mượt mà. Đĩa Livio của vành bánh Mayer Mavic, thương hiệu cực kỳ nổi tiếng của Pháp, Mayer khối lổ đi vòng. Và ghi đông của chiếc xe thì trang bị bộ phanh dầu của DOG, cực kỳ là ngon, phanh dầu rất là ngon, cực kỳ ăn, của Shimano DOG rất là cao cấp, hình như các bác chơi xe đã biết. Bộ tay bấm của S-Jam X5 với 9 speed ở đây, ở bên này là 3, tương ứng với cả là 9 tầng lip và 3 tầng đĩa. Trang bị bộ giảm sóc hơi, sóc hơi bánh 26 inch. Bây giờ sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà em đưa lên kênh, thì các bác ấn vào mũi tên trỏ xuống ở đây. Thì giá bán của chiếc xe em sẽ đề ở ngay phần tiêu đề của video. Còn ngoài ra thì những chiếc xe mà ở phần giá em để chữ Sôn như này, tức là xe đã bán. Còn ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, ấn nút chuông chọn tất cả để nhận được những cái thông báo về những cái thông báo mà những chiếc xe bọn em đưa lên, thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video. Xe đo từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 43 cm, từ khóa yên với tâm cổ phốt là 55 cm. Và chiếc xe phù hợp các bác đi từ khoảng 1m62-63 đến khoảng 72-73 đi phù hợp. Chuyển động các thứ còn rất là ngon lành, mượt mà êm ái. Và em vừa giới thiệu qua cho các bác mẫu xe đạp Gian ATX Pro, được trang bị bộ cấu hình cực kỳ là cao, đang bán tại cửa hàng em mức giá chỉ có là 9.800.000, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác chuyển hết tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả ấn nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bạn đã lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau. 99% đàn ông tuổi trung niên thường gặp các bệnh như giảm ham muốn tình dục, yếu sinh lý, bệnh gút, đau lưng, mỏi gối, mất ngủ, suy nhược cơ thể. Các bác lên YouTube tìm kênh Thảo Dược Ngâm Rượu Tây Bắc để được giải đáp và những thắc mắc và những bệnh lý nêu trên.